Sáng ngày 15 tháng 10, Trung tá Trương Hoàng Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã làm việc với tài xế ô tô tông hai mẹ con bị thương trên đường Trần Phú và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người này. Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 14 tháng 10, tài xế này điều khiển ô tô 7 chỗ chạy trên đường Trần Phú. Khi đến gần ngã tư Trần Phú, Lý Thường Kiệt, xe ô tô tông thẳng xe máy và xe đạp đang đi phía trước, sát lề bên phải đường Trần Phú, va chạm mạnh khiến xe máy và xe đạp văng xa, hai người trên xe ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không xuống xe mà lùi lại một đoạn. Trong lúc người dân đang hỏi thăm tình hình của hai người bị nạn thì tài xế điều khiển ô tô chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Tam Kỳ vào cuộc, xác định tài xế ô tô gây tai nạn là N, 32 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế này tại thời điểm làm việc là 0,069mg trên lít khí thở. Hiện đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Tam Kỳ đã lập hồ sơ vụ việc, làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.